Hội nghị góp ý dự thảo luật tài nguyên nước, dự thảo luật lưu trữ sửa đổi và luật đất đai vừa được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành đơn vị trong tỉnh. Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Góp ý cho các dự án luật các sở ngành đơn vị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị ban soạn thảo luật tài nguyên nước cần rà soát thống nhất các khái niệm điều khoản giữa luật tài nguyên nước và luật bảo vệ môi trường, xem xét lại việc giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân các cấp quản lý, diện nguồn nhân lực cấp cơ sở rất hạn chế. Đối với dự án luật dự trữ sửa đổi, các đại biểu đề nghị quy định rõ cách thức quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, tính bảo mật của dịch vụ lưu trữ tư, công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy tại kho lưu trữ ở các cơ quan đơn vị. Ở luật đất đai, các đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung điều khoản quy định việc khắc phục trường hợp kế hoạch sử dụng đất đã phân bổ cho nhiều dự án nhưng chưa dùng hết ngạch, quy định rõ các trường hợp là người sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng mà không được cơ quan có thẩm quyền gia hạn sử dụng. Những ý kiến này đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận để tổng hợp chuyển đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sắp tới.